Còn cái bánh mì này là như thế nào em? Bánh mì miền Trung này là chả đùa dạ, hay chả này là chả chả bò hay chả heo? Dạ này chả heo anh. Chả heo à? Dạ, cái này chả là từ ở Bình Định gửi vô. Ở anh chả này là ở nhà mình làm luôn. Chả Bình Định. Giống như chiều 4 giờ thì ở nhà gửi vô. Cả nhà có một ngày thật là nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Sáng ngày hôm nay chúng ta lại ăn một món ăn quá quen thuộc của Sài Gòn, đó là món bánh mì. Bánh mì đây có tên là bánh mì chả đuôi. Ở mấy ngày trước tụi mình có, không phải tụi mình mà là Phú đi quay phim. Thì đoàn phim có đi mua đồ ăn sáng, có mua ở đây và Phú thấy là cái giao bánh mì cũng rất là rẻ mà cái hương vị bên trong ăn cũng là lạ và lạ như thế nào thì một lát chắc một lát nữa chúng ta sẽ vào trong quay tìm hiểu kỹ hơn. Thì bây giờ cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe và xem hết nếu để ủng hộ kênh nha. Địa chỉ Phú đang đứng là địa chỉ là 629 Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, ở gần ngay cầu Bình Lợi, hướng đi về sân bay. Còn nếu mà ai mà từ hướng bên kia muốn qua thử thì chúng ta tới Giga Mall chúng ta vòng là ngược lại một tí xíu nha, nó hơi tí. Rồi bây giờ chúng ta về trong tìm hiểu xem bánh mì đó thôi. Cả nhà thấy không, xe bánh mì hương vị miền Trung, bánh mì anh ba chả ngon. Vậy thì chả ngon hay chả ngon, lát nữa chúng ta sẽ biết. Giờ chắc phải đợi rồi, phải đợi tới lượt mình thôi. Ở đây là có cái quán cà phê luôn, là như của Trung luôn. Mình Trinh Phú chắc là sẽ ngồi trong đây luôn, mình ăn mình uống cà phê luôn cho nó dễ, chứ giờ mà chạy chỗ khác. Bánh mì rẻ mà, 15.000 có thịt, có chả. Mình thấy có rất là nhiều như là mấy chú hay là mấy cô mà dạng lao động á, cả nhà. Đây, bánh mì chả đùi 15.000, 15.000, 20.000. Đây là bánh mì anh ba. Ở đây có menu nè, cho cả nhà xem. Đây có 4 giá bánh mì chả 15, chả thịt xá xíu 15, ốp la 2 trứng gà ta 15, và bánh mì đặc biệt là chả trứng và xá xíu 20.000. Rồi bên đây có cái quầy lò nướng, thấy đang nướng như một bánh mì làm nóng nè. Hai bạn nhân viên, một bạn đang nướng, một bạn đang cắt ớt. Anh chào em. Dạ anh chào anh. Em ơi, cho anh hỏi là cái xe bánh mì này mình bán từ bắt đầu từ mấy giờ? Dạ bán từ 6 giờ tới 11 giờ trưa. 6 giờ tới 11 giờ trưa. Dạ. Em tên gì? Dạ tên Nam anh. Nam. Dạ. 6 giờ 11 giờ trưa thì đây thấy là 15.000. Chắc là mình xem mỗi bánh mì đi ha. Đây. Em xem cái quầy nè cả nhà.
cái không gian nó hơi nhỏ. Nãy chắc mình đợi có khách tiếp mình coi cái cách làm một bánh mì cho mình xem. Ủa cái bánh mì này là như thế nào em? Bánh mì miền Trung này là chả đồ dạ, hay chả đây là chả bò hay chả heo? Dạ này chả heo anh. Chả heo à? Dạ, cái này chả là từ ở Bình Định gửi vô. Ờ. Ở anh chả này là ở nhà mình làm luôn. Chả Bình Định. Đó, giống như chiều 4 giờ thì ở nhà gửi vô. À. Đó là mình nhận được chả rồi mình bỏ vô tủ đông mình để sáng mai á mình bán mình quay lại cho khách. À. Đó. Chả này là nó có tiêu nữa nè. Ờ. Đó. Với lại chả này mình làm chủ yếu là phần thịt đùi. Ừ. Con heo nó có 4 cái đùi thì mình làm chủ yếu là từ phần thịt đùi thôi. À, từ phần thịt đùi, chả đùi. Ồ, xa xíu. Xá xíu này là mình có em có ướp gia vị nhiều không? Dạ xá xíu này là mình tự làm luôn nè. Ừ. Xá xíu này là giống như nó trong cái sốt xá xíu này nè. À. À. Là khi mình làm chung với nó là mình lấy phần xá xíu này ra mình bán cho khách. Còn cái nước sốt xá xíu này là mình chan vô bánh mì cho khách. Ồ. Để cho nó đậm vị. Vậy là trong một bánh mì là sẽ có xá xíu nữa. Ủa nhưng mà anh thấy là có bánh mì chả và bánh mì chả xá xíu. Vậy dạ. Nếu mà chả là có chan xuống nước xá xíu không hay dạ, là có chan nước xá xíu nó đầy đủ hết. Đó, chả đó cả nhà. Chả này em có bán không? Ờ, chả thì có, nếu mà khách hàng mà ăn thì phải đặt trước. À. Báo trước cho em để em báo ở ngoài Bình Định làm. À. Một ký là 250. Ừ. Dạ. Ký 250. Còn thí dụ anh muốn lá à, anh mua riêng ăn được không? Dạ được. 10-20 ngàn. Dạ. Ờ, rồi. Sốt xíu mại nè. Được, sốt xíu mại. Mình cầm ra luôn, thấy mà đúng không? Đúng rồi. Ờ, sốt xíu mại. Rất là thịt luôn đó đúng không? Đúng rồi, anh này mình chọn từ phần thịt nạc, không có mỡ nhiều. Ờ. Nhiều người. Rồi. Sứ mại nãy. Sốt xá xíu nè. À, sốt xíu. Chung với thịt xá xíu á, xong mình lấy thịt xá xíu rồi mình bán cho khách. Còn cái sốt thì mình sẽ chan với thịt cho khách. Rồi. Đây là pate hả? Đây đúng rồi, đây là pate. Pate. Tất cả này đều tự làm hết, theo phong cách của người Hội An. Người Hội An hả? Đúng rồi. Ờ. Như vậy là miền Trung là có Bình Định, sốt Hội An là ba loại sốt đó là của kiểu Hội An luôn hay là chỉ ba tê? Ba loại sốt này là của người Hội An hết. Ờ, rồi còn cái này cái còn gì? Đây là sa tê ớt. Sa tê ớt. Đây là ớt được làm từ Quảng Trị gửi vô nè. Ủa giờ qua tới Quảng Trị luôn phải hả? Ủa cái này của mình là giống như hương vị miền Trung luôn rồi. Ồ, giờ là ba tỉnh miền Trung. Đúng rồi. Ớt Quảng Trị thì nó cay lắm. Ồ. Cho nên nếu mà khách không ăn cay được thì mình chỉ bỏ ít cho nó the có màu vô thì yeah. Đẹp. Thì rồi còn các loại rau ăn kèm là thấy có dưa leo nè. Đúng rồi, dưa leo nè, ngò nè, quế. Quế. À có quế nữa hả? Rau răm. Ồ. Với có một cái nguyên liệu nữa anh thấy là đu đủ không? Đúng rồi, mình không dùng cái đồ chua. Không, tại sao em không xài đồ chua? Tại vì đồ chua khi mà nó chua quá nó vô nó sẽ mất hết mấy cái vị chả là cái sốt. À. Thì mình sẽ dùng đu đủ thay thế. Và đu đủ này mình làm nó giòn, nó ngon hơn. Nó không có chua. À, mình không có làm chua cái đu đủ đúng, này, đúng không? Nó giòn, nó ngon, nó không có bị mất cái vị chả là không bị mất vị sốt. Rồi bây giờ sao ta? Chắc là làm cho anh, cái đó là trứng gà ta. À đúng rồi, cái này là trứng gà ta. Thì mình là chỉ bán bánh mì trứng gà ta thôi. Bỏ bánh mì mà hai trứng gà ta như vậy nè là 15 ngàn. Còn nếu mà muốn trứng gà với chả thì mình sẽ lấy 20 ngàn và hai cái trứng gà với là chả thêm còn 20 ngàn. Còn trứng gà chả xá xíu cũng 20 ngàn hay một trứng đúng không? Đúng rồi, em làm đi. Phú gọi một ổ chả thịt xá xíu 15 và một ổ đặc biệt trứng chả xá xíu. Lần trước thì chỉ được ăn bánh mì chả thôi. Vậy mình có cay không? À, em cứ làm bình thường. Bên ớt lên. Cảm giác cái sate ớt thì nó hơi khô cả nhà. Nhìn thấy nó hứa ở trong nhưng mà nó như một cái lớp giống như pate vậy đó. Đó. Dạ. Rồi.
nhờ một số là cái rau này nè, và nhất là những cái lúc mà Trang cũng sốt á. Đấy, rất là nhiều hương vị và sốt thực phẩm. Đây cả nhà ơi, có một sự thay đổi nhẹ. Ổ hồi nãy là bạn của bạn mèo nha, ổ bây giờ cũng có thú nha. Tại vì thú thấy là để cái đồ ăn ở dưới á, cái rau lên nó che lại một lát, hồi cả nhà thấy sợ không có đẹp nên kêu làm cái ổ này. Mình để rau trước rồi mới tới đồ ăn, để quay lát hồi lên hình cho nó dễ. Đó, lại kem sốt. Xong rồi bây giờ mới làm tiếp cái ổ ốp la. Đấy, đây ổ của mình 99 cho anh nha. Em đang làm cái này ổ cho anh luôn đúng không? Dạ, cái này là cho khách. Đợi chân trứng chiên xanh xong mới làm. Vô trứng xá xíu và chả 20 ngàn. Đâm vô nữa được không? Đấy. Bạch tê, ớt, rào. Thật ra thì bố cũng không thích ăn đường chua. Bây giờ tính ra là ở đây là có được điểm cộng rồi đó, đối với Phú. Cả nhà biết không, có mấy lần ăn không hiểu sao buổi sáng mình bị dị ứng đường chua. Ăn đường chua vô cái bụng mình không có quen. Rồi mọi người cái trứng vô. Ở 20 này đầy đặn quá, có cái trứng vô này. Đó, ok, xong. Thì giá một ly nước ở đây cũng có khoảng 15-20 ngàn à. Cho nên nếu mà sáng ai mà không có bị mà đi bị dí thời gian ở đi làm á, thì chúng ta mà 90 giờ làm, chúng ta ghé ăn ổ mì, ngủ là cũng rất là ok. Đây cũng thích kiếm màu vàng. Đến giờ không, vẫn không hiểu tại sao miền Trung lại là ưu tiên màu vàng đó. Cũng chưa có hiểu đó ha, cả nhà ai có biết cái lý do đó cho tụi mình bình luận với nha. Mình chưa có tìm hiểu vụ đó. Rồi thì bây giờ chắc là Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tới các bạn chúng ta thưởng thức bánh mì chả đường miền Trung ba miền Quảng Trị, Hội An và Bình Định. Thì cái này là không có bán thêm nha cả nhà. Cái này là Phú năn nỉ mình mua thêm 15 ngàn. Mình ăn riêng cái chả để mình nếm thử. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh mì ra. Đây, đây cái này là ổ chả xá xíu 15 ngàn. Đây là ổ trứng chả xá xíu, đặc biệt đó. Mượn dao, mượn dĩa đó. Đây mình ăn ổ nào chú ta chả chứ đi ha. Đây cái chả cả nhà nhìn thấy nè, thấy cái mỡ ha, tiêu
không thì cảm nhận cái chả trước. Vậy rốt cuộc bánh mì này là chả ngon hay là chả ngon? What? Đố cả nhà. Bây giờ thì Vũ thấy là chả ngon. Chả ngon nha, chứ không phải là chả ngon nha. Rồi. Sao đó được? Thằng não quá ha. Chả rất là giòn, thơm và có cái mùi tiêu nồng. Rất là có hương vị nha. Mặn mặn ngọt ngọt. Ăn lát hồi hết luôn á. Ổ 15 ngàn là chủ đạo, bây giờ mình ăn cái lỗ 20 ngàn trước. Muốn giới thiệu ổ 15. Đây. Cùng nhìn lại ha. Cái lớp rau là ở dưới à. Chả ngon rồi á. Bánh mì giòn. Đã quên con cả nhà coi kích cỡ bánh mì nha, mình ghép lại nè. Đó, vừa phải. Điều nó ba dòng của nó thì đều không có chỗ là chỗ lớn chỗ nhỏ, không có dòng ba nó hơi phình đi xíu. Cái ổ nè nó là giòn, giòn bánh mì và giòn của cái đu đủ ở trong đó nè. Để tao không có yêu cầu. Cái ổ này ăn khác với cái ổ mà lần trước mà đoàn phim mua của anh. Nó có một cái nhược điểm nhẹ. Cái này chắc mình nghĩ từ khẩu vị thôi, cái này là cá nhân của Phú. Tức là bỏ trứng vô á thì cái vị trứng á nó hơi lớn án một chút xíu. Có thể là mình sẽ không cảm nhận rõ được cái vị của xá xíu và chả. Mình gắn cùng lúc như vậy. Mặc dù cái nước sốt là vẫn cảm nhận được. Để một lát mình ăn lại cái hương vị như chủ cái ổ kia nha. Cùng nhìn lại nha. À, 20 ngàn có chả, xá xíu, trứng. Được không? Rồi, cắn. Bánh mì vỏ. Cái phần vỏ bánh á nó không có dày, mà cũng không quá mỏng. Rồi ăn cũng có được. Ok. Không biết là bình thường Phú quay vậy á, cả nhà thích cầm cái ổ cà gặm hay là cầm nửa ổ vậy ha. Đây, bây giờ là đó. Trong cái bánh mì nó có cái lá quế nữa, ăn nó cũng nó thơm quá nha. Sốt cay. Để Phú bỏ thêm miếng chả. Nhìn cho nó đầy đặn thôi. Cái bột bánh mì này á, nó sẽ có một chút xíu dai dai. Ở Quảng Trị nó cay. Nhưng mà nó cay dạng nó cay từ từ và nó nóng nóng dần cái lưỡi của mình, chứ không phải là gây dạng tê tê. Ở đây Phú thấy là hình như là không có tương ớt. Gỡ mà ai mà, nhưng mà mình nghĩ nếu mà tương ớt vô có thể sẽ phá bớt cái vị này. Cả nhà có thể xin thêm bớt cái ớt Quảng Trị nhiều hơn để nó tăng độ cay. Tại vì những cái pho dương hương vị như sốt nãy giờ tưới vô á, nó rất là hòa quyện cho mỗi bánh mì này. Là miếng chả không bạn? Là miếng chả. Bánh mì này cả nhà thấy đơn giản chứ ăn cũng rất là nhiều hương vị. Cái sốt không có bị mặn nha.
pate nè. Pate hơi khó cảm nhận. Mà nó có vẫn có cái độ ngậy. Tại vì á, em biết không, nó hòa gần như là nó hòa quyện chung với nhau. Nó cho nên chúng ta hãy nhai kỹ nên mới cảm nhận rõ từng hương vị được. Đã gọi là hòa quyện thì làm sao bây giờ phân biệt riêng ra được, trừ khi mới sinh riêng ra để mình nếm thử từng cái. Tổng thể ok, mình cái nào ai không quen khẩu vị nào mình yêu cầu bỏ ra nha. Ăn cái này á thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được cái nước sốt nó rõ hơn đó. Chứ còn cái nãy á, nếu nãy nhanh đừng có bỏ trứng vô nha, bỏ trứng vô nó lớn bớt. Rồi đó, nó hết luôn nha. Bánh mì Sài Gòn 15 mấy chục ngàn một ổ đi. Đây là Sài Gòn nha. Gì? Đây là Bình Định. Bánh mì Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Là bánh mì bán ở Sài Gòn. Còn đây là bánh mì miền Trung với gọi là ba tỉnh luôn. Hội An, Bình Định, Quảng Trị. Trời ơi, nãy nghe mà cũng bất ngờ mà ấy luôn. Không biết diện tích làm sao luôn á cả nhà. Rồi thì bây giờ trước khi mà mình chia sẻ lại thì bây giờ cái này phải nhớ để nhắc liền là ngoài cái địa chỉ này thì nãy bé nhân viên có chia sẻ là có một cái địa chỉ nữa là ở đường số 24D. 24D đường D5, quận Bình Thạnh. Đối diện với gần với cái trường học á cả nhà. Thì ai ở gần bên đó mình có thể thưởng thức thử cái ổ bánh mì này nha. Hồi nãy Phú ăn cũng quên chia sẻ về cái hương vị xá xíu. Thì cái xá xíu ăn nó cũng rất là thơm mà vị nó vừa phải, ăn nó không có bị ngấy mỡ hay là ngán. Thì mình ăn xong cái lớp chả tới cái lớp xá xíu, nó cũng nó làm dậy mùi hơn, kết hợp với những cái rau rồi đu đủ. Nói chung là ổ bánh mì này được điểm cộng của mình là không có đồ chua, có đu đủ, mình thích ăn đu đủ. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Ai là tín đồ của bánh mì thì hãy thưởng thức ổ bánh mì miền Trung này đi. Mình nghĩ là với một cái hương vị lạ, hương vị lạ để thay đổi khẩu vị ăn nó cũng rất là ngon. Một ổ bánh hay là cái nhân ở trong rất là hòa quyện với nhau, với giá rất là dễ để thưởng thức, 15.000, 20.000. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Gần hết bánh mì rồi nè. Hồi nãy lúc đầu mình xem là đầy hết đây. Bánh mì chả ngon. Chả ngon không?